Chào các bạn, trong video này thì mình sẽ làm so sánh giữa hai chiếc cam hành trình Transcend DP220 và chiếc X9S đến từ Vietmap. Hai cái này thì nó có cái điểm chung để chúng ta so sánh nhé. Đấy chính là nó có cả GPS, cả Wi-Fi. Và mức giá ấy thì nó chênh khoảng từ 300 đến 500 nghìn tùy từng cái nơi bán thôi. Thì mình sẽ làm so sánh hai cái chiếc này xem nó hơn kém nhau như thế nào nhé. Chúng ta sẽ nói vấn đề đầu tiên là vấn đề thiết kế. Thì với chiếc Transcend DP220 thì các bạn có một cái giá kê theo kiểu dạng gài. Và cái phần cổ này nhá, cái phần cổ này thiết kế của Transcend rất là chắc chắn luôn. Và nó cũng giống y hệt như là cái chân giá kê của HP cũng như là cái Xiaomi EE. Cái thiết kế này rất hay. Nhưng với cái anh Vietmap, nói chung là Vietmap nói chung nhá, không riêng gì cái chiếc X9S này đâu, thì toàn dùng cái dạng vít xoay kiểu như thế này. Đó, cực kỳ là khó chịu. Và khi mà chúng ta vặn chặt rồi mà chẳng may lấy cái tay mà tìm cái nó quay ra một cái lại lỏng ngay. Và thực ra thì cái vít xoay này khi mà vặn lên ấy, thì cái độ chắc chắn mình cảm giác nó cũng không chắc chắn. Và cái giá kê này chuối đi đến cái phần thiết kế của con X9S này trước đi. X9S này thì như trong cái video đánh giá chi tiết ấy, thì mình cũng đã nói rõ rồi. Nút bấm 4 bên cộng với bên trên cực kỳ chuối luôn. Các bạn bấm menu bên phải, sau đấy ấn lựa chọn, xong rồi ấn lên xuống. Nói chung là chúng ta phải thao tác lên tù tì mấy nút ở xung quanh này. Đấy. Và nó ở hai bên này cũng không có điểm tì như nào cả cho chúng ta. Vì vậy mà bấm ấy thì dùng hai tay thì mới dùng thạo được, chứ một tay cực kỳ là khó chịu. Và khi mà chúng ta với cả hai tay lên để điều khiển cam ấy thì nó vướng lắm, nó mỏi tay lắm, nhưng nó không đơn giản đâu. Tại vì cái thiết kế của cam nó luôn luôn ở phía bên trước, chếch sang bên phải. Và người lái xe mà muốn điều khiển ấy chắc chắn là phải với người. Với hai tay như vậy thì cực kỳ mỏi luôn. Transcend DP220 thì các bạn sẽ thấy là chúng ta sẽ có 4 cái menu ở phía dưới này. Và nó sẽ tương ứng với 4 cái menu phía trên. Mọi thao tác thì đều ở 4 cái nút này hết, không chạy đi đâu được. Kể cả cái nút bật wifi mới bây giờ cũng nằm ở cái nút nguồn này. Và bên sườn này có cái nút kích hoạt tính năng ghi hình khẩn cấp rất hay. Tại vì khi mà thiết kế như này ấy, chúng ta cần mà kích hoạt ấy, cái tay thông thường nó check bên phải mà. Chúng ta sẽ bấm tay phải và cái ngón cái nó tì vào đây giúp chúng ta bấm rất là nhanh. Mình đánh giá cao cái thiết kế của Transcend. Và cái thiết kế của Transcend thì nó chỉ là hơi dài hơn một chút. Ví dụ như này, với một cái cam mà như X9S này thì các bạn gài lên kính ấy thì nó sẽ sát hơn lên cái phần gương. Như vậy thì các bạn sẽ đỡ cản tầm nhìn. Còn cái chiếc DP220 thì thiết kế hơi dài xuống dưới, như vậy thì nó sẽ cản tầm nhìn một chút. Nhưng mà do cái chiếc cam quá nhỏ nên mình nghĩ là nó không tác động lớn đến cái việc mà quan sát của chúng ta đâu. Nói chung lại thì ở cái phần thiết kế thì mình đánh giá chiếc DP220 thiết kế thông minh, dễ sử dụng. Còn cái chiếc X9S này thì thiết kế cực kỳ là khó sử dụng luôn. Người thiết kế không quan tâm gì đến cái việc mà người sử dụng người ta sẽ dùng như thế nào, mà chỉ thiết kế làm sao cho nó vừa với chiếc cam, nút bấm ở đâu cho nó vừa với các bảng mạch, hình như là vậy. Thế nên là thiết kế lung tung và rất khó chịu. Vâng, và chúng ta sẽ đến cái phần ghi hình. Thì phần ghi hình ấy thì sẽ có cái điểm nó hơi khác nhau một chút xíu. Đấy là cái Vietmap X9S ấy thì sử dụng cái cảm biến ảnh của Sony, còn Transcend thì không. Vậy thì chúng ta sẽ xem là cái chất lượng hình ảnh của hai cái nó như thế nào. Đầu tiên thì ở điều kiện ánh sáng tốt, như các bạn nhìn thấy, ánh sáng tốt đối với Vietmap X9S cực kỳ nét luôn. Thực ra thì với những cái cam ấy mà sử dụng cảm biến ảnh của Sony ấy thì luôn luôn cho những cái chất lượng hình ảnh rất là tốt, sắc nét và sáng. Như các bạn nhìn thấy, sáng, rất là sáng, đẹp, nét. Và khi mà chúng ta cần lấy nét chi tiết ấy thì cái X9S này khá tốt. Còn với DP220 thì sao? Cái 220 này ấy thì các bạn nhìn thấy phía trên này thì cái chất lượng hình ảnh ban ngày cũng phải nói là khá tốt nhá, so với những chiếc cam khác ấy thì khá tốt. Còn để so với cái hình ảnh của chiếc X9S này dùng cảm biến của Sony ấy thì phải nói là không bằng. Ở hình ảnh này thì mình có để cái độ sáng là cộng 1 ấy thì nó sẽ sáng hơn so với bình thường một chút xíu và hơi bị nhiễu. Còn nếu như để mà ở chế độ mặc định ấy thì cái DP220 này cái chất lượng ghi hình của nó hơi tối. Tuy nhiên thì khi mà mình nâng lên ở cái cộng 1 ấy, nhiễu một chút xíu thôi, nhưng mà chất lượng hình ảnh cho chi tiết ấy thì vẫn cứ chi tiết bình thường, vẫn tốt, chứ không phải là khi mà mình nâng lên ấy thì nhiễu và khó nhìn, bệt màu. Rất nhiều cam luôn vẫn Full HD nhưng mà xảy ra cái tình trạng bệt màu khi mà chúng ta xem màn hình lớn. Và những cái như kiểu biển số ấy
chi tiết của biển số ấy thì hay bị khó nhìn tại vì nó bệt màu giữa các màu với nhau. Còn về điều kiện ánh sáng tối có đèn ấy thì chắc chắn rồi, với một cái cảm biến của Sony thì các bạn sẽ nhìn thấy là cái ánh sáng của nó cũng cho tốt hơn, độ chi tiết tốt hơn. Cái này thì Transcend vẫn không thể bằng được. Còn ở cái điều kiện không có đèn hỗ trợ thì như trên hình ảnh các bạn nhìn ấy thì có vẻ như hai cái nó giống nhau, nhưng mà thực chất ấy thì cái X9S này chất lượng nó vẫn tốt hơn. Cái độ chi tiết ấy thì khi mà không có đèn hỗ trợ ấy thì cái ánh sáng của cái X9S này chất lượng tốt hơn. Vâng, chính xác luôn. Cái này thì phải khẳng định. Với những cái sản phẩm mà sử dụng cảm biến ảnh của Sony ấy thì cái điều này là đương nhiên rồi. Còn thêm một vấn đề nữa đấy là cái góc nhìn rộng. Góc nhìn rộng thì chiếc DP20 chỉ có 130 độ thôi. Cái độ hẹp của nó hẹp hơn so với cái X9S. Đó, chính xác luôn. Về cái khía cạnh ghi hình ấy thì DP220 chính xác là thua X9S. Bây giờ chúng ta sẽ đi đến cái tính năng tiếp theo. Đấy là cái tính năng Wi-Fi và GPS, hai cái này có cùng điểm chung. Đầu tiên thì nói về Wi-Fi. Wi-Fi của Transcend DP220 thì các bạn có thể kết nối với điện thoại phần mềm River Pro rất tốt luôn. Ở trên điện thoại Android, trên điện thoại iOS đều có thể ghi hình tốt. Ít khi bị xảy ra cái tình trạng đóng ứng dụng lỗi rồi vân vân. Chúng ta có thể cài đặt, thiết lập rồi xem trực tiếp hay là tải về chia sẻ lên mạng ngay lập tức một cách đơn giản. Còn đối với chiếc X9S này thì sao? Hiện tại thì Vietmap có cái phần mềm nó vẫn hoạt động chưa ổn định. Cái tình trạng mà bị đóng ứng dụng lỗi trong cái quá trình thao tác ấy thì vẫn xảy ra liên tục. Đặc biệt là khi mà sử dụng ở trên Android 7 ấy thì cái tình trạng đóng ứng dụng thì nó xảy ra liên tục. Còn với Android 6 hoặc là thấp hơn một chút hoặc là iOS ấy thì cái phần mềm của Vietmap thì cũng đang hoạt động tạm được, tạm ổn. Còn về GPS ấy, thì cả hai sản phẩm này đều ghi lại cái tốc độ, tọa độ của hành trình. Các bạn nhớ nhá, Vietmap thì không phải cái nào cũng có bản đồ dẫn đường đâu. Cái X9S này là một cái sản phẩm mà không có bản đồ dẫn đường. Cái GPS của chiếc X9S này chỉ có tác dụng là ghi lại tọa độ, tốc độ của hành trình thôi. Đó, thì ghi lại như vậy thì cả hai cái này đều ghi lại bình thường. Và đặc biệt là Transcend có cái phần mềm trên máy tính có thể xem lại và chính xác những cái tọa độ thuận lợi hơn khá nhiều. Đấy là cái điểm chung của hai sản phẩm này, và theo mình đánh giá ấy, thì cái điểm chung cũng như là điểm nhấn của hai cái sản phẩm này ấy, thì Transcend đã thắng. Tại vì cái tính năng Wi-Fi của Transcend ấy hoạt động cực kỳ tốt và ổn định, phần mềm viết tốt, tính năng và hoạt động nhiều cái thực sự là ổn định hơn khá nhiều ấy. Còn cái X9S này thì hoạt động chưa ổn định, chưa tốt. Đó. Còn thêm một cái phần nữa chính là cái phần cảnh báo lái xe an toàn. Thì cái chiếc Transcend này ấy, nó có cái khả năng cảnh báo lái xe an toàn cực kỳ tốt. Nó có thể cảnh báo nguy cơ va chạm với xe phía trước này, cảnh báo xe có đang đi lệch làn đường này, rồi giới hạn tốc độ này. Và những cái mà ví dụ như là cảnh báo nguy cơ va chạm phía trước hay là đi lệch làn đường ấy, thì nó còn xét được cả cái tốc độ cảnh báo nữa. Ví dụ như là một chiếc cam khác có cái tính năng này thì thông thường là ví dụ như là họ để mặc định, có thể là cứ chạy là thấy phía trước cản trở là báo nguy cơ va chạm, hoặc là mặc định là nghĩa là cứ lên 70 km/h ấy thì là bắt đầu cảnh báo. Nhưng mà Transcend này cái phần mềm có thể thiết lập được là mình chạy lên 80, 90, 100 bắt đầu mới cảnh báo, chứ không nhất thiết là bị chốt một cái khoảng km nhất định, nghĩa là chúng ta có thể điều chỉnh được. Ví dụ ở Việt Nam mình ấy mà cái tầm chạy dưới 80 ấy thì cái nguy cơ va chạm với trước ấy rất là nhiều, và cam sẽ cảnh báo liên tục và đi cực kỳ khó. Nếu như các bạn đi chậm lại để tạo cái khoảng cách an toàn với xe phía trước ấy thì lập tức có một cái xe khác nó chui vào cái chỗ mà các bạn tạo ra khoảng trống ngay lập tức. Nên muốn đi để mà đảm bảo an toàn thì cũng cực kỳ khó. Thế nên là nếu như mà sử dụng cái tính năng đấy, thông thường để mà hoạt động tốt thì các bạn cần phải xét 80-90, nghĩa là mình chạy những cái đường cao tốc cao hơn và có nhiều làn đường thì mình tách ra một cái làn đường riêng ấy, đi vào cái tốc độ 80-90, nếu nhỡ có nguy cơ va chạm xe phía trước ấy nó sẽ báo, thì như vậy hoạt động tốt hơn. Ok, như vậy thì mình đã làm một cái phép so sánh nha, giữa hai cái chiếc cam DP220 và X9S. Và tổng kết lại thì như thế này: nếu như các bạn có nhu cầu mua một cái sản phẩm camera hành trình có chất lượng hình ảnh tốt, cực kỳ tốt nhá, ở đây là chất lượng tốt, thì X9S là lựa chọn tốt. Nhưng nếu như các bạn cần mua một cái sản phẩm có những cái tính năng hiện đại, ví dụ như là Wi-Fi này, cảnh báo lái xe an toàn, GPS, rồi ghi hình thì ở mức độ trung bình khá. Ở đây không phải là mức độ kém nhé. Cái chất lượng hình ảnh của Transcend ra khá tốt, nhưng mà chỉ ở mức độ khá thôi. Thì các bạn hãy chọn cái DP20 này. Cái này rất là hay, hạng một cái hãng lớn, hãng của Đài Loan. Còn
Vietmap thì của Việt Nam mình và đặt OEM sản xuất ở đâu đấy thì mình cũng không rõ. Rồi, như vậy thì mình đã xong cái bài so sánh giữa hai chiếc DB20 và X9S. Các bạn thấy video hay hữu ích thì nhớ like, share và ấn nút đăng ký để xem thêm nhiều video hay nữa. Cảm ơn các bạn đã theo dõi clip. Xin chào và hẹn gặp lại.